Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Anh lớp 2 trên trang web olm.vn. Các con hãy xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chữ cái nào nhé. Chữ cái ngày hôm nay mà chúng ta học đó chính là chữ cái T trong các từ mà chúng ta sẽ học sẽ được phát âm là T. Các con hãy nhắc lại theo cô nào. T. T. Tốt lắm. Word. Các con đã đi cắm trại bao giờ chưa? Mỗi lần đi cắm trại, các con sẽ mang theo những vật dụng nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong buổi đi cắm trại ngày hôm nay của các bạn sẽ có những đồ vật nào có chứa chữ cái T được phát âm là T. At the campsite. Đồ dùng đầu tiên không thể thiếu được khi chúng ta đi cắm trại qua đêm đó chính là Tent. 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 T. T. Tent. Các con có thấy trời lạnh bạn nữ đang trùm cái gì lên người không? Đúng rồi, đó chính là blanket. Blanket. Is the blanket near the tent? No, it isn't. It's in the tent. T. T. Blanket. Các con có để ý các bạn dùng cái gì để đựng nước không? Đúng rồi. Teapot. Teapot. Is the teapot near the tent? No, it isn't. It's on the table. T. T. Teapot. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các từ vừa học. Tent. Blanket. Teapot. Tốt lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần cấu trúc. Structure. Trước khi nghe lại đoạn hội thoại vừa học, cô có các hình sau. Các con hãy so sánh và cho cô biết vị trí của chú chó đối với cái chuồng. Đúng vậy, ở bức tranh đầu tiên, các con thấy chú chó đang ở trên cái chuồng. Ở bức tranh thứ hai, chú chó đang ở trong chuồng. Và ở bức tranh thứ ba, chú chó đang đứng bên cạnh cái chuồng. Near. Các con hãy đọc lại nào. On. In. Near. Tốt lắm. Bây giờ các con hãy cùng nhau nghe lại đoạn hội thoại sau. Is the blanket near the tent? No, it isn't. It's in the tent. Vậy, để hỏi đồ vật A có gần đồ vật B hay không,
chúng ta sẽ có mẫu câu is the, theo sau là đồ vật A, near the và đồ vật B. Câu trả lời sẽ là no, it isn't. It's. Các con hãy nhìn vào bức tranh sau. Các con hãy đặt câu hỏi giữa cái ấm và cái lều. Is the teapot near the tent? Đúng rồi. Ở trong bức tranh, cái ấm đang ở đâu so với cái lều? Đúng rồi, chúng ta sẽ trả lời. No, it isn't. It's in the tent. Các con làm rất tốt. Let's play. Chúng ta sẽ cùng củng cố lại kiến thức vừa học thông qua trò chơi sau. Các con hãy giúp bạn khỉ con qua đến bờ bên kia để hái chuối nhé. Blanket. Is the teapot near the tent? Is the teapot near the table? Is the teapot near the table? No, it isn't. It's in the tent. No, it isn't. It's on the table. No, it isn't. It's on the table. Bạn khỉ con đã sang được bờ bên kia. Bạn cảm ơn các con rất nhiều. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.